Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản niềm tin tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng vào mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần. Thì hôm nay có một cái bản tin để chúng ta có những phân tích đánh giá về tất cả một số các cái mã kỹ thuật và các cái cổ phiếu, các cái nhóm ngành mà chúng ta liên tục theo dõi trong thời gian vừa qua. Cùng với đó, cuối bản tin thì cũng sẽ có một vài phân tích đánh giá lại kịch bản phân tích tuần vừa qua, cũng như chúng ta sẽ có một vài ý để chúng ta phân tích trong nhận định cái xu hướng thị trường trong tuần mới. Thì cái tuần này thì khả năng nói nó hơi bị vấp một tí, bởi vì trong tuần vừa rồi thì Hùng Lê bị ốm, nói chung là đau họng và ho nhưng không sốt, rất may là như thế. Và test thì có một vạch chứ không lên hai vạch. Chắc là nó đang ủ bệnh, khoảng nghe bảo ủ bệnh một tuần. Chính vậy nên là bản tin tuần này thì sẽ cố gắng nói ở trong một cái phạm vi tối đa. Còn khi nào cũng cảm thấy mệt thì cũng sẽ dừng lại, nếu như mà chúng ta không phân tích được hết tất cả các cái mã cổ phiếu mà chúng ta thường xuyên theo dõi ở trên nhóm. Thì các cái mã cổ phiếu thì chúng ta sẽ đi phân tích lần lượt, như thường lệ của chúng ta sẽ đi phân tích các cái nhóm cổ phiếu của ngành trụ, ngành hàng không, dầu khí, thép. Và đặc biệt trong tuần này thì Hùng Lê sẽ đi phân tích cho các anh chị lại nhóm cổ phiếu ngành sông Đà, bởi vì nhóm này thì Hùng đã khuyến nghị phân tích đầu tư trong thời gian vừa qua, và đến thời điểm hiện tại thì nhóm sông Đà đã bắt đầu có những cái tín hiệu rất là tích cực, rất là ok. Sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành bất động sản xây lắp, một số các mã cổ phiếu chiến lược trong thời gian vừa qua, nhóm ngành thủy sản, nhóm ngành cảng biển và nhóm ngành than. Hai nhóm ngành này cũng đã mang lại cho chúng ta rất nhiều cái tiềm năng đầu tư, và hiện tại thì cũng đã có một cái trend kỹ thuật tuyệt vời. Cùng với đó thì hai mã cổ phiếu của nhóm ngành phân đạm thì các anh chị biết rồi, BFC và Đạm Cà Mau cũng rất là tuyệt vời. Nhóm ngành dệt may, một số các cái mã cổ phiếu chọn lọc trong tuần, và một số các cái mã cổ phiếu của nhóm PEM, và chúng ta có thời gian thì chúng ta sẽ đi phân tích theo lần lượt như vậy. Còn phần cuối cùng của bản tin thì cũng sẽ dành ra khoảng 10 đến 15 phút, chúng ta sẽ nói một vài ý về xu hướng thị trường trong tuần tiếp theo và trong những cái thời điểm hiện tại. Thì ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi bắt đầu vào công việc chính của chúng ta. Đối với VIX thì hiện tại Hùng thấy rằng không có nhiều quá nhiều các cái yếu tố đột biến các anh chị. Xu hướng tuần tới nó sẽ tích lũy lại quanh vùng 76 đến khoảng vùng 77. Vinhome cũng như vậy, một tuần gần như Vinhome đi ngang và nó đang test lại cái vùng hỗ trợ 77 ở đây. Xu hướng thì tuần tới nó cũng sẽ đi ở quanh biên 77 đến khoảng vùng 78 thôi. Cổ phiếu VRE đã chính thức quay trở lại test cung ở vùng 32, và rất nhiều những anh chị em sốt ruột định cắt lỗ. Những cái quan điểm kỹ thuật của ông Lê đó là gì? Chúng ta hạn chế cắt lỗ, chúng ta nên đưa cái tư duy cắt lỗ sang cái tư duy chém cá ở trên thớt, tức là khi nào thì cổ phiếu của chúng ta có thể quay trở lại để chúng ta chém cá, tức là chúng ta đảo hàng được. Đó thì đấy là một cái tư duy mà các anh chị cần thay đổi trong cái quá trình chúng ta phân tích đầu tư. Đối với VRE nó có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 32, phiên ngày hôm nay thì có một cái lực cầu đánh tương đối là tốt, và ngắn hạn thì VRE có thể lại quay trở lại về vùng kháng cự ở đây là vùng 35 đến khoảng vùng 36. Vinamilk thì nhìn chung chưa có nhiều các yếu tố đột biến, vẫn đang trượt dài trên cái đường tích lũy, và tuần này thì nó đang test tích lũy ở quanh vùng 78. Tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát thêm ở vùng này, thủng vùng 78 thì đấy là một tín hiệu không thực sự là tích cực của Vinamilk. GTN nhìn chung thì trong 3 tuần vừa qua thì GTN đã tích lũy tốt ở vùng quanh vùng 18, thì đây cũng là một cái cơ sở để GTN có thể đánh lại vùng 19 và mạnh hơn sẽ là quanh vùng 20. Ngành hàng không nói chung thì hiện tại thì nó có khá nhiều các cái yếu tố tác động, đúng không anh chị? Dịch bệnh thì vẫn chưa thể kiểm soát được. Cùng với đó thì cái căng thẳng địa chính trị kèm thêm nữa thì giá nhiên liệu tăng cao, đấy chính là những cái khó khăn tác động lên ngành vận tải nói chung và ngành hàng không nói riêng. Trên góc độ kỹ thuật thì VGC ông đánh nhầm. VGC vẫn có một cái tuần giao dịch tương đối là tích cực khi mà nó đã có những cái tín hiệu vượt thoát lại vùng 145. Tuy nhiên hai cái phiên cái tuần thì nó đang trả cung lại. Nhìn tín hiệu ngắn hạn thì VGC đã mất vùng 140, như vậy trong tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát các cái yếu tố kỹ thuật ở quanh vùng 138 đến khoảng 138 đến khoảng một vùng 140. Trong trường hợp nếu như mà cổ phiếu này mà bị thủng vùng 140, tức là không lấy lại được và nó có tín hiệu suy yếu, thì các anh chị cầm có thể canh chốt bớt.
HVN đã dự phóng cái vùng chỉnh kỹ thuật, và trong tuần thì HVN đã chính thức là quay về biên kỹ thuật 24.5 đến biên 25 và đang có một tín hiệu phục hồi quay trở lại. Nhìn chung thì nó cũng sẽ chưa thể mà bật mạnh được ngay được đâu, nó sẽ có những nhịp long lên xong đó sọt xuống, tức là xu hướng tuần mới thì nó vẫn còn tích lũy ở quanh vùng 25. Superdome Kiên Giang SKG. SKG thì chúng ta cũng đã có một nhịp chốt rồi. Và bây giờ ông đang tính toán một cái nhịp để chúng ta thu gom trở lại, và nhịp thu gom này thì có hai cái biên dự chỉnh kỹ thuật. Trong tuần vừa qua thì nó đã có điểm chỉnh về vùng 20.2 và điểm sâu hơn thì đang ở ngưỡng khoảng vùng 19.5. 19.5 đến vùng 20, tức là chúng ta sẽ canh để chúng ta bắt lại, khả năng là chúng ta sẽ bắt lại Superdome Kiên Giang ở quanh vùng này. Tuần tới thì nó sẽ tích lũy thêm, và đây là những cái cơ sở để chúng ta đánh giá thêm Superdome Kiên Giang. TCT tín hiệu hiện tại thì nó đang khá là tích cực. Nhìn chung thì em này là Hùng nhìn ở trên trang kỹ thuật tuần. Trên trang kỹ thuật tuần thì vẫn đang hướng về ở vùng target kỹ thuật 45 sau đó 50 và thậm chí có thể đánh lại vùng đỉnh cũ ở đây. Nó đang có những cái biên kỹ thuật tích lũy ở quanh biên 41.5, 42.5, không thủng là ok. Cổ phiếu VTD cũng là một mã mà được cùng phân tích khá là sớm. Tiếp cận ở vùng 14.5 đến vùng 15 và hiện tại thì đã nâng cái target kỹ thuật của nó lên vùng 25 đến khoảng vùng 26. Hai tuần vừa qua thì VTD đang gọi như thế này, gọi là test cung kỹ thuật. Và sau một cái giai đoạn mà nó test cung mà nó không gãy được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, đó là vùng 22, thì các anh chị để ý này. Sau một nhịp đẩy lên ở đây thì VTD có 3 phiên, 3 tuần, 3 cây nến tuần. Đó, và đến cái cây nến tuần thứ 3 thì nó phá vỡ cái tín hiệu kỹ thuật, tức là nó bị mất cái vùng hỗ trợ 18.3 ở đây. Chính vì vậy nên nó xác nhận rằng là cổ phiếu không thể đi lên được nữa. Thì ở đây các anh chị cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đã có 2 cây nến tuần rồi. Và đến cây nến tuần thứ 3 chính là cây nến tuần sắp tới ở đây, nó sẽ phát đi tín hiệu trong trường hợp nếu mà phá vỡ vùng 22, đấy là một tín hiệu xấu. Mansan MSN thì đang giao dịch tương đối ổn các anh chị. Sau khi mà nó nói chung là nền tảng tích lũy của nó đây, vùng 157 đến khoảng quanh vùng 160 tương đối ổn định. Em này nó chỉ có một cái yếu tố nữa là lực cầu thôi. Với một cái tín hiệu đi như thế này thì Mansan cũng thể tuần tới sẽ quay về quanh vùng 165 đến khoảng vùng 170 là được. BVH thì không có gì thay đổi cả. Sau khi mà nó break vùng 58 thì cũng sẽ đang xây lên target vùng 62. Các anh chị lưu ý, và BVH thì vẫn đang đạt những cái yếu tố kỹ thuật của một cái nhịp sóng hồi ở đây. Đối với BVH thì chúng ta có thể xem lại các bản tin tuần từ cái thời điểm Hùng phân tích ở vùng 52 đến khoảng vùng 53. Ok, PNG trong tuần vừa qua thì đã quay về test cung tích lũy. Thứ nhất là điểm 100.105. Sau đó thì cũng có tiếp tục phân tích ở điểm 101.5 đến 102.5, thì các anh chị nhìn thấy đây. Đây là những cái phiên mà PNG test tích lũy tương đối là tốt, và phiên kết tuần thì nó đã lấy lại vùng 105 cộng, như vậy là tạm ổn. Xu hướng ngắn hạn thì PNG có thể quay lại vùng 108-110, đây là vùng kháng cự của nó, chúng ta chú ý. MWG trong giai đoạn vừa qua thì nhìn chung MWG chủ đạo vẫn đang là đi ngang các anh chị, không có nhiều các yếu tố đột biến. Tuần trước thì nó có dòng tiền nó đánh thoát vùng 139, tuy nhiên là các cái điểm test cung kỹ thuật trong tuần vừa qua thì nó cũng không thực sự là tích cực. Ngắn hạn thì có thể kỳ vọng ở vùng 139, cao hơn là vùng 144 đến khoảng vùng 145, đây là đỉnh kháng cự ngắn hạn của nó. G gặp cướp, đó các anh chị có thể nhìn thấy đây, đây là vùng mà G gặp cướp đây các anh chị, ở đây thì bên này nó cũng như vậy, tức là về cái vùng kháng cự tương đối mạnh. Nhìn chung thì các anh chị cầm G thì chúng ta cứ cầm, trong trường hợp không thủng 73 thì cứ cầm, thủng 73 thì chúng ta sẽ canh chốt. Bình Minh ở trong giai đoạn này đang có một cái tín hiệu kỹ thuật mà có manh mún của một cái trend kỹ thuật nào đó đang chuẩn bị đánh ở đây. Tuy nhiên đó, chúng ta vội vàng là chúng ta chết ngay đấy, những cái tài khoản nào mà đua ở đây là đến đoạn này là há hốc mồm luôn, nó giã cho chết luôn. Thì nó chưa chạy được đâu, nó sau một cái nhịp trend như này rồi nó sẽ quay về test cung, và cái vùng chỉnh cung kỹ thuật đẹp tuần tới thì nó sẽ quay lại đây. Nó sẽ quay lại quanh vùng 60.5 đây. Nó kiểm tra lại cung cầu, thậm chí là có thể có vùng sâu hơn ở đây, vùng quanh vùng 59.
Ở đây sẽ là những cái vùng bắt tương đối ổn định của Bình Minh. Rồi. Bây giờ thì cũng sẽ phân tích sang nhóm ngành thép các anh chị. Là một nhóm ngành rất là quan trọng, và nhóm ngành thép thì cũng đã đưa cho chúng ta những cái target cực kỳ tuyệt vời trong tuần vừa qua. Đầu tiên chúng ta phải nói đến Hòa Phát. Hòa Phát thì đã vượt kỳ vọng, tức là target tuần chúng ta đặt ở vùng 49 thì Hòa Phát đã lên đến tận vùng 51.5. Sau khi nó kéo vượt lên như này thì xu hướng kỹ thuật của nó sẽ quay về chỉnh cung, và tuần tới nó sẽ test lại quanh vùng 49 và chúng ta sẽ đánh giá thêm. Ở Hoa Sen cũng đã hoàn thành, chính thức là hoàn thành cái target đầu tiên, một nhịp hồi phục kỹ thuật đầu tiên, đó là chạm về vùng kháng cự 42/42. Phiên kết tuần nó đang có một cái cây nến chỉnh giảm, và vùng chỉnh kỹ thuật của Nam Kim, của Hoa Sen trong tuần tới các anh chị lưu ý ở vùng 39.8 đến vùng 40.3. NKG, một câu nói vui của ông Lê đó là đẹp hơn Kiều. Đó, tại cái thời điểm ông phân tích ngày 3 tháng 1 à? Ngày 4 tháng 1 thép. Ngày 14 tháng 2. Có hàng gom thêm, xác nhận tiền đầu cơ vào ngày 14 tháng 2. Đấy là cái thời điểm ông đã khuyến nghị các anh em chủ động đối với các mã cổ phiếu Hòa Phát, Hoa Sen và Nam Kim. Sau đó thì đến ngày 17 tháng 2 tiếp tục gom thêm, chủ động thu gom thêm. Và Hùng có nhấn mạnh là riêng Nam Kim là thu gom full hàng. Biên 37.5, biên 38.5 đang đẹp hơn Kiều. Đấy, nói vui là như vậy, nhưng mà chả biết là Kiều là đẹp như thế nào. Thôi cứ ví như vậy. Theo bộ môn linh cảm chứng khoán thì Nam Kim sẽ lít dòng thép. Đấy là những cái phân tích của ông Lê từ ngày 17 tháng 2 và hôm nay là ngày 4 tháng 3 các anh chị. Đó, những cái phân tích từ rất là sớm. Ok. Thì đối với Nam Kim rất là tuyệt vời. Đến thời điểm ngày hôm nay ông cũng đã đưa cho tất cả anh chị em ở trong team của ông Lê đến được với cái target 50. Và đến đây thì các anh chị chủ động thôi, có thể chốt bớt. Tuần tới thì Nam Kim sẽ có ở vùng 46.5 đến khoảng vùng 47.5, đó là vùng tích lũy. Hồng Minh Châu thì chưa đạt kỳ vọng. Hồng Minh Châu nhịp này cũng đang đặt kỳ vọng ở vùng 28 đến khoảng vùng 28 đến vùng 28.5. Dự nó phải đi lên đến tầm này thì nó mới đạt yêu cầu. Cổ phiếu TVN TVN cũng chưa đạt. TVN nhịp này thì cũng đang dự ở khoảng vùng 18. Tuần này mới đi được tí tẹo lên vùng 17 thì đã chỉnh cung rồi. Tuần tới các anh chị quan sát ở vùng 16.5, không thủng là được. TLH cũng chưa đạt yêu cầu. TLH đang dự ở khoảng vùng 22, đi lên được hôm nay lên được vùng 21.6, tức là còn 0.4 nữa mới đạt yêu cầu. Và nó cũng đã chỉnh cung. Chỉnh cung này thì tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 20.5. Như vậy thì đối với nhóm thép tâm điểm là Nam Kim thì cũng đã đưa về được đến những cái target thiết kế, và sau đó thì Hoa Sen và Hòa Phát đã đạt yêu cầu. Còn lại hai cái mã, những cái mã cổ phiếu sau thì cũng không có đề cập ở trên nhóm. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái thời điểm đó thì Hùng nhận diện thấy rằng là dòng tiền nó đang chủ đạo, là nó đang tập trung đánh vào những cái mã cổ phiếu cốt cán của con nhóm thép, còn những cái mã cổ phiếu đằng sau đấy nó chỉ le ve chạy đằng sau thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ sang nhóm P. Giọng tuần này hơi khàn một tí đúng không anh chị? Nhóm P thì chúng ta biết rằng căng thẳng địa chính trị đã dẫn đến giá dầu đã tiệm cận lên đến thời điểm cao nhất ở trong tuần ở đây, xem nào. Nó đã lên đến vùng 1.000, xin lỗi cả nhà, lên đến gần 120 đô trên một thùng. Đấy là đối với giá dầu WTI, và hiện tại thì nó đang tích lũy ở quanh vùng 106.5 đến khoảng vùng 110. Đây là vùng tích lũy mà theo quan điểm kỹ thuật cùng là nó sẽ tích lũy đây. Tích lũy ổn định thì khả năng nó sẽ đánh lên vùng 120 là ok. Còn nếu như thủng vùng 106.5 ở đây thì khả năng là nó sẽ chỉnh. Và khi WTI chỉnh thì các anh chị lưu ý là P sẽ chỉnh, chắc chắn là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì trong thời gian vừa qua P đã thu hút một cái dòng tiền đánh ngắn. Đấy là một dòng tiền đầu cơ ngắn hạn, khi gọi là đánh theo tin tức các anh chị. Đó, đánh theo tin tức đó. Chứ còn trên thực tế thì doanh nghiệp giá dầu chưa chắc đã có những cái thực sự khởi sắc đâu, nhưng mà nó theo cái luồng tin tức như vậy, và cái dòng tiền ngắn hạn tập trung vào nhóm P. Chính vậy nhóm P đã tăng rất là tốt. Và ông Lê khuyến cáo là các anh chị không nên ham vui quá, tức là nhóm P không còn những điểm múa đẹp nữa đâu. Đó, mà ham vui quá là không cẩn thận nó chốt cho một nhịp là thôi mình ngồi ngọn cây luôn đó. Thì đối với thời điểm gas ở đây thì cũng đang có cái vùng target khoảng vùng 120 đến khoảng vùng 125. Nhìn chung gas trong tuần vừa qua thì nó đi ngang, và cái biên 115.5 này là một cái biên hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng, các anh chị lưu ý.
VN-Index ở đây có vùng kháng cự 64 đến 65. Trong bản tin tuần trước cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi. Vùng hỗ trợ kỹ thuật của VN-Index đó là vùng 61 đến khoảng vùng 61.5. Và ở vùng 61 này thì cái xu hướng chủ đạo của VN-Index là nó đang chỉnh giảm các anh chị này. Trong tuần tới thì các anh chị có thể quan sát ở quanh vùng 61. Trong trường hợp nếu như VN-Index giữ được 61 thì cầm, còn gãy 61 thì các anh chị có thể canh chốt bớt. Ở cổ phiếu PVT trong tuần vừa qua thì dòng tiền cũng đang đánh tương đối là sốc và đưa cổ phiếu này lên vùng kháng cự 28 và kháng cự tiếp theo của PVT ở khoảng vùng 30. Trong tuần tới thì PVT sẽ có cái biên chỉnh kỹ thuật ở quanh vùng 27-27.5. Nhìn chung chủ đạo là nó phải tích lũy nền ở đây, tích lũy ổn định thì mới có thể nâng target lên. Trong trường hợp nếu như mà PVT bị thủng vùng 27 thì xu hướng nó sẽ quay lại về vùng 25 đến khoảng vùng 25 năm để nó tích lũy quay trở lại. PXS trong tuần thì chính thức là PXS đã đạt vùng kháng cự target 14.5, đúng không anh chị? Ở trong các bản tin tuần thì cũng có đưa cái target của cổ phiếu này lên vùng 14.5. Và khi nó đạt target thì các anh chị nhìn thấy đây, đây là một lực chốt 2 triệu và lực ngày chốt ngày hôm nay là hôm qua là 3 triệu, ngày hôm nay là 2 triệu. Như vậy là một lực chốt tương đối mạnh khi cổ phiếu đạt target kỹ thuật ở đây. Tuần tới thì PXS nó sẽ có xu hướng quay trở lại test lại cung ở quanh vùng 13. PVS thì trong tuần vừa qua nhìn chung là PVS không có chỉnh và PVS tạo một cái gap tăng ở đây, và hai phiên kết tuần thì PVS đang có xu hướng lấp lại gap. Tuần tới thì nó sẽ lấp lại quanh vùng 35 và thậm chí đối với PVS tính toán sâu hơn ở khoảng vùng 32 đến khoảng vùng 32.5 đối với PVS. PVD trong tuần nó cũng đã đạt lên đến target ở khoảng vùng 37-37 đây, và nó tạo gap đây các anh chị. Nó đang có 3 phiên lấp gap lại. Thì nó sẽ lấp lại vùng 34.5, nó trở thành vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Và thậm chí sâu sâu hơn ở đây chính là cái nón này 33.5 đến khoảng vùng 34. Oi ở đây có vùng kháng cự 21 đây các anh chị, vùng kháng cự 21 tương đối là mạnh đây. Tuần cũ thì nó cũng đã không thể vượt thoát qua, và tuần này thì có 2 lần oi tiếp tục công lại vùng 21 nhưng không thể break qua được, và lực chốt của dòng tiền tương đối mạnh ở vùng này. Đây nó kháng cự đây các anh chị này, thì nó cũng nằm ở bên này. Xu hướng ngắn hạn của oi tuần tới chúng ta sẽ có vùng 19.5 để chúng ta quan sát thêm. BSR nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. BSR thì tuần này nó công kháng cự vùng 29. Thực ra cái target kỹ thuật của BSR trong nhịp này thì cũng kỳ vọng ở khoảng vùng 30 thôi, và nó lên được tầm vùng 29.3, 29.4 ở đây rồi, thì đấy là cũng một cái target tương đối là cao rồi đấy, tương đối là cao rồi. Và đương nhiên khi gần về đến vùng kháng cự thì cổ phiếu của chúng ta sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Đấy là cái xu hướng chung của tất cả các mã cổ phiếu. Đối với BSR tuần tới khả năng sẽ có ở vùng 27.5 đến khoảng vùng 27.7. Đó, sẽ là vùng tích lũy ở đây. Trong trường hợp thủng thì chúng ta sẽ có thể tính toán ở khoảng vùng 27, tức là xu hướng nó sẽ trả lại cung ở quanh vùng 27 hoặc vùng 26 đây để tích lũy trở lại. Vùng 26 mà không thủng thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục cầm BSR, bởi vì cái trend kỹ thuật của BSR hiện tại nó vẫn đang khá là ok, chưa có vấn đề gì mà nó bị vi phạm. VOV kép nhìn về thế trận thì có vẻ đang bị đuối một tí, đó là vùng 18.5 đến vùng 19 ở đây, đó là vùng kháng cự và nó đã không thể vượt thoát qua. Sau đó thì nó quay trở lại tích lũy, và hai tuần vừa qua nó tích lũy ở quanh biên 17.5 đến khoảng 17.8. Nhìn về mặt ý đồ thì xu hướng này thì POV kép nó sẽ chưa thể bật mạnh được. Tuy nhiên thì trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta có thể nắm giữ thêm, bởi vì ở đây nó cũng gần cái vùng hỗ trợ 16 đến vùng 16.5 rồi. Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật nó tương đối là gần. Rồi, bây giờ thì cũng sẽ đi phân tích nhóm ngành. Hôm nay thì cũng không có đi phân tích nhóm banh, cũng sẽ điểm qua nhanh một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán. Thì như có Hùng đã có tiếp cận và Hùng đã có phân tích một số các ý đồ của anh chị, đó là nhóm ngành chứng khoán sẽ còn một nhịp kéo, và căn cứ cái nhịp kéo này thì các tài khoản của chúng ta đang cầm nhóm chứng khoán thì chúng ta sẽ lưu ý
Chúng ta sẽ lưu ý để chúng ta chốt nhịp này, và tất cả những cái lưu ý đó thì cũng đã có phân tích khá là sâu ở trên đó, trên nhóm VOTCI đó. Thì ngày mùng 1 tháng 3 đúng không ạ, ngày 1 tháng 3 Hùng có cảnh báo một cái kiểu giao dịch như thế này thì là cái cách đi chậm rãi và tích lũy nền, thì nó sẽ có một cái thời điểm đến, một cái thời điểm sẽ bật rất là mạnh đó. Và cái hướng của nhóm ngành chứng khoán đó là tích lũy để đi lên chứ không phải tích lũy để chết. Cùng với đó thì một số các mã cổ phiếu ví dụ ORS, APS, AGR, TCI, BVS cũng là những cái ngòi nổ mà có thể nổ bất cứ lúc nào đó, và xu hướng vận động thì đang khá là tích cực. Thì nhóm ngành chứng khoán trên quan điểm kỹ thuật Lồng Lê đánh giá rằng còn một nhịp kéo. Chính vì vậy các anh chị lưu ý để chúng ta canh chốt nhịp này. VCI ngày hôm nay hơi tiếc một tí, nhưng thế trận này là ổn rồi, vùng 60.5 đến khoảng vùng 62 ok. Nhịp này thì cũng đang hướng đến việc là cổ phiếu VCI sẽ vượt thoát vùng 65 và đi về vùng 70. SSI cơ bản tốt, nhịp này sẽ đưa target kỹ thuật của SSI về quanh vùng 48.5, lực cầu hôm nay ok, 18 triệu. À 20 triệu à, hơn 20 triệu. Ok. HCM lực cầu hôm nay vượt 5 triệu, như vậy là cũng là tốt rồi, mặc dù nó đóng cửa không được ở vùng cao nhất. Thì đối với HCM bây giờ ngắn hạn là nó cần phải break vùng 39 đã, trước khi mà nó break vùng 39 để nó đi về cái target đang dự kiến ở khoảng vùng 41 đến khoảng vùng 42. SSI thì trong tuần nó đã đạt được, không hình như biết nến này là nến thật hay nến đều nữa, nhưng vùng kháng cự 46 các anh chị, bao giờ nó cũng vậy, gặp kháng cự thì nó cần phải có thời gian, và đây đang là những cái điểm test cung tích lũy lại của SSI mà được đánh giá là thành công ở quanh vùng 43 không gãy là được, nói chung 43 không gãy là ok. CTS sau khi mà đạt target 40 rồi thì cũng đang hướng cái target kỹ thuật của CTS ở nhịp này lên khoảng vùng 44 đến khoảng vùng 45. MBS thì đang hướng target kỹ thuật lên khoảng vùng 40 và biên tích lý kỹ thuật của MBS ở quanh vùng 36 đến 37 rất là tuyệt vời. BVS một ngòi nổ và nó đã nổ các anh chị, nó đã nổ rồi. Target kỹ thuật ở nhịp này chính thức là phiên ngày hôm kia đã hoàn thành cái mục tiêu 41.5 trên 41.5, và nó đang có những cái nhịp gọi là buôn lên ở đây. Thì các anh chị lưu ý ở cái vùng này, đó là cái vùng gì ạ, ở vùng không còn thơm nữa đâu, vùng này là vùng mà chúng ta thì canh chốt đó, bởi vì nhịp nhịp hồi này của nhóm ngành chứng khoán nó cũng chỉ đi được như vậy thôi đó, mã nào chạy trước thì nó sẽ về đích trước. Ở VND nhìn chung thì nó đang có game chia game trước gì đó nên là nó đang lừng khừng ở đây, nhưng mà không thủng vùng 76 thì cầm, thủng vùng 76 thì các anh chị có thể canh chốt. Cổ phiếu FTS vùng kháng cự của nó đây rồi, nó đang công kháng cự vùng 58.5 đến vùng 60. Mặc dù xét về trend kỹ thuật thì FTS cũng đã có một cái lực hồi ở đây các anh chị đó, rồi đây, và mắc của cái nhịp sóng này thì có thể kỳ vọng ở khoảng vùng 64 đến khoảng vùng 65 đối với FTS. Cổ phiếu APS là một mẫu hình kỹ thuật vùng rất là thích, từ những cái vùng mà cổ phiếu APS tích lũy ở vùng 29 đến vùng 30 cũng đã bắt đầu tiếp cận rồi. Chúng ta nâng target lên vùng 35, và target này thì hai tuần vừa qua nó chưa thể break được. Song song với đó thì chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 33 tương đối đẹp, tích lũy như này là tương đối đẹp. Nhịp này kỳ vọng sơ sơ đánh lên khoảng vùng 40 của APS, khả năng tên là được như vậy. TCI, cái mẫu hình của TCI nó cũng đi hoàn toàn tương tự mẫu hình của APS, rất là đẹp, và những cái mẫu hình này thì Lê thường xuyên săn và khuyến nghị cho các anh chị em ở trên team của Lê. Vùng 19 đến vùng 20 biên này tích lũy tương đối đẹp trong tuần vừa qua. Trong tuần vừa qua chúng ta có những cái điểm mua quanh vùng 19.4 đó. Tuần tới khả năng nó cũng sẽ có những cái điểm quanh những cái điểm này, nếu trả cúng lại thì các anh chị có thể canh gom. ORS biên tích lũy của ORS ở vùng 25 đến vùng 25.5 cũng khá là ổn. Trong nhịp này
Trong nhịp này thì cũng đánh giá rằng là OTS sẽ hồi phục kỹ thuật về khoảng quanh vùng 28. Anh chị lưu ý ở vùng 28 ở đây. SBS nhịp này ở khoảng vùng 16 đến khoảng vùng 16.5. Nhìn chung thì SBS ở trong cái thời gian vừa qua thì lực cầu đánh nó hơi đuối, chính vậy nên là khả năng là còn 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 phải tích lũy trở lại. Và đây này, cái nến này là nó gần gặp đến cái vùng kháng cự nên là nó đang bị chỉnh cung trở lại. Rồi, như vậy thì nhóm ngành chứng khoán chúng ta vẫn còn cơ hội, nó sẽ hồi phục và chúng ta canh nhịp hồi phục này để chúng ta chốt. Ok. Rồi, một cái nhóm ngành rất là quan trọng đối với chúng ta, nhóm ngành bất động sản các chị, xây lắp và hạ tầng. Và trong đó thì có nhóm sông Đà. Vâng, nhóm sông Đà rất là hay. SDA. Cổ phiếu SDA đã được cùng phân tích từ ngày 21 tháng 2. Đó. Bắt đầu từ ngày 21 tháng 2, 23, 25, mùng 1 tháng 3. Tức là khi mùng tiếp cận, và hình như trong tuần trước thì chúng ta cũng có phân tích cái mã cổ phiếu này. Khi mà chúng ta tiếp cận đến cổ phiếu đó thì chúng ta phải hình dung được một cái nền tảng tích lũy của cổ phiếu. Những cái nhịp mà cổ phiếu tăng sốc như này thì chúng ta cứ bình tĩnh chúng ta nhìn thôi đó. Và sau một cái nhịp tăng sốc đó thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ đi về lại cái nền chỉnh cung và cái biên mà gom đẹp ở vùng 22.5 đến khoảng vùng 24, và biên kỹ thuật ở đây là vùng 23.3, là một cái biên gom rất là ok. Cổ phiếu SD9 đã được phân tích khuyến nghị đầu tư. Không phải đến hôm nay nó mới tăng kịch trần thì chúng ta mới tiếp cận đến nó. Sau một nhịp tăng thứ nhất ở đây thì cổ phiếu quay về chỉnh cung, và cái biên mà ông đã phân tích để chúng ta có thể chiến đấu được đó là vùng 11 đến vùng 11.5 đó. SD9 21 tháng 2 luôn, cũng đúng cái ngày mà tiếp cận đến mã cổ phiếu sông Đà ở vùng 11.5 chủ động thu gom. Thì đối với nhóm sông Đà, khi nó đánh cả dòng và đánh rất là sướng. Ngày hôm nay thì SD9 hoàn toàn thỏa mãn cái yếu tố kỹ thuật, đó là lực cầu đã vượt 500.000 cổ phiếu trên một phiên và nó đánh vượt thoát vùng 12.5. Ở xu hướng tuần tới thì nó sẽ có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật trước khi mà dòng tiền tiếp tục kéo cổ phiếu đi lên, và trong trường hợp mà tuần tới lực cầu tiếp tục dồn và đánh cổ phiếu vượt thoát vùng 12.5, chúng ta có thể canh gom thêm. Cổ phiếu SD6 đấy, sau một nền tảng tích lũy rất là dài, rất là đẹp đó, những cái vùng 7.7 đến vùng 7.7 đến vùng 8, đấy là những cái vùng kỹ thuật mà chúng ta có thể canh gom cổ phiếu. Đây các anh chị, vùng hỗ trợ đây đó, chúng ta mua ở vùng hỗ trợ này thì có thể xác suất chết, nhưng mà cái xác suất chết của nó thấp hơn so với cái việc mà các anh chị đua ở những cái vùng kháng cự ở đây đó. Và dòng tiền hôm nay thì đẹp rồi, đánh trên 1 triệu cổ phiếu là đẹp rồi. Đó, ít nhất là chúng ta sẽ có một nhịp về 9.5, sau đó thì có thể kỳ vọng khoảng vùng 10.5 đến vùng 11, về đến vùng này chúng ta lại canh chốt. Ở cổ phiếu SD3 đang còn vị thế mua các anh chị, tuần tới các anh chị có thể canh gom ở quanh, khả năng là tuần tới thì cũng sẽ đạt ở quanh vùng 8 đến khoảng vùng 8.3, vẫn còn cơ hội để chúng ta gom. Sau đó thì có thể về vùng 10 và về vùng 12. Ok, chúng ta đánh một nhịp ngắn ngắn như vậy. Nếu mà từ vùng 8 chúng ta gom được 8 đến 12 là 4/8, tức là 50% các anh chị. Thôi chúng ta lấy một nửa thôi, chúng ta lấy 25% được không các anh chị? Đó, qua là ok. Rồi, chúng ta không cần lấy đến 50% đúng không ạ? Nhóm ngành sông Đà nó đánh nhanh, hay lắm, và nó đánh rất nhanh. Đấy, các anh chị nhìn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái nến. Đó, 6 cái nến này là coi như đủ target cho 1 năm luôn này này. SDT nó đánh từ vùng 8 mà lên đến đó, vùng 12 này. 50% rồi, làm gì, 1 năm 50% quá ok, còn gì nữa các anh chị, đúng không? Vậy thì nhịp này cũng thế, đang có đây. Thì thứ hai tuần tới có thể quanh vùng 8.2. Mã cổ phiếu SCL là một mẫu hình rất là yêu thích, hình như nó cũng sông Đà hay sao ấy. Đó, nhịp này cũng đang tích cực thu gom. Con này thì cũng đánh dài hơn một tí, không đánh ngắn đâu. Nhịp 1 nó đánh nháp lên vùng 22 rồi, kệ nó. Đây, trả cung gì, trả cung anh bắt. Vùng 18.8, vùng 18.5 đấy, và thậm chí sâu sâu dưới này đây lưới răng hết rồi, vùng 17, vùng 18, tức là sẽ có những cái điểm mà chúng ta gom kỹ thuật ở đây, rồi sau đó lực cầu nhồi vào, tức là nó muốn đánh được á, thì lực cầu nó sẽ nhồi liên tục vào khoảng tầm trên một trên bao nhiêu này,
100.000 à, 100-200.000 gì đấy. Nói chung cổ phiếu này thì thanh khoản nó cũng không cao lắm, nhưng mà chúng ta khi mà nó đánh thì đánh cũng rất là phê đó. Và chờ cổ phiếu vừa thoát vùng 22 ở đây, ở khi đó chúng ta sẽ tính chuyện đối với mã cổ phiếu SCL. Thì nhóm ngành trong đà là một nhóm ngành rất là hay, và thông thường thì Hùng thường đánh theo dòng, ví dụ than này Hùng sẽ đánh cả dòng này, hoặc là cảng biển sẽ đánh cả dòng, ví dụ như vậy. Và khi cái dòng nào mà nó có tín hiệu dòng tiền thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta quẩy. Rồi, phân tích thêm cho các anh chị một số các cái mã của bất động sản và xây lắp. SCR vùng 20.5 đến vùng 21 tích lũy khá là ok. Target 22 đã xong và đang hướng về target vùng 24. G36 là một mã cổ phiếu đánh rất hay và rất là nhạy. Hiện tại thì dòng tiền đang duy trì khoảng tầm xích xoát khoảng tầm 2 triệu là nhìn thế này là ngon rồi. G36 tuần tới thì khả năng cái tỷ lệ phi rất là cao. Đó, và đã có thêm cái vùng gom ở vùng 18.5 sau một cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật ở đây. Hướng về target vùng 23. Cổ phiếu FCN có một cái nền tảng tích lũy ở đây tương đối đẹp, 23.6, 24.5. Mục tiêu thì trong nhịp này em sẽ đánh lại vùng 27, vừa thoát vùng 27 chúng ta sẽ nâng target lên vùng 3x. C2 cũng có một cái điểm cung chỉnh cung tích lũy ở đây vùng 31.5, vùng 32 tương đối là ok. Mục tiêu của nhịp này đó là công về vùng 37 đến vùng 37 đến vùng 38. Khỏe hơn thì sẽ nâng lên khoảng vùng 44 đến khoảng vùng 45. LDG cũng đang rất là hay. Biên sau một cái nhịp đánh đạt target vùng 21 nó chỉnh cung, và biên 19.7 đã chỉnh cung rất là thành công. Tuần tới nếu như LDG tiếp tục bơm lực cầu khoảng từ 18-16 đến khoảng 20 triệu cổ phiếu trên một phiên thì xác suất cao là LDG sẽ đi lên vùng 25. LGL cũng là một cái mã rất là hay, mặc dù cái thanh khoản của nó thì không được cho nó cao lắm, nhưng con này lúc chạy thì nó cũng chạy khoảng tầm độ 3-4 cây là đủ target 5 luôn. Biên hỗ trợ kỹ thuật của nó ở vùng 10.7 đến khoảng vùng 11. Nhịp này thì kỳ vọng đánh vượt thoát vùng 12. Nói chung là nhịp này thì cái mẫu hình này thì cũng đang khá là ok đấy. Đó. Chỉnh cung ok, ổn định, và sau đó thì dồn lực để đánh. IDG cũng đã chỉnh cung xong. Khả năng là chỉnh cung xong rồi đấy. Lực cầu hôm nay đã bắt đầu vượt thoát lại 2 triệu rồi. Biên 30, 31 ở đây là biên chỉnh kỹ thuật. Nó tăng này, nó chỉnh lại. Tích lũy ở đây. Tuần tới thì dòng tiền tiếp tục duy trì khoảng tầm trên 2 triệu cổ phiếu một phiên, và nó công lại vùng 37.5 đến khoảng vùng 38. Như vậy thì nó sẽ xác nhận dòng tiền tiếp tục đánh cổ phiếu IDG. Hữu 4 hiện tại thì đang tích lũy, và với những cái mẫu hình tích lũy này thì chúng ta chờ thôi. Chúng ta gom cổ phiếu ở những cái vùng chỉnh kỹ thuật rất ok, quanh vùng 20, 20.1. Rồi có thể chúng ta gom ở vùng 22, 20.3, 20.4. Đấy là những vùng gom kỹ thuật rất là ok. Chờ dòng tiền đánh vượt thoát vùng 22 thì chúng ta sẽ nâng target lên vùng 24. Đối với cổ phiếu này thì chúng ta cần một cái lực cầu nó tốt hơn một tí. Nó khoảng tầm độ trên 300.000 cổ phiếu trên một phiên thì nó sẽ ok hơn. Hiện tại thì lực cầu đang khá là thấp. Nó lực cầu thấp như này thì nó sẽ nằm ở trong một cái trạng thái xu hướng là tích lũy các anh chị. Rồi mình sẽ phân tích tiếp nhóm ngành tiếp theo rất là ok, đó là nhóm ngành thủy sản gồm có mã cổ phiếu CMX. Thì đối với CMX chúng ta đang hướng về target tuần vùng 21 đến khoảng vùng 22. Nhìn về trang kỹ thuật này thì hoàn toàn có thể là đáp ứng được cái yêu cầu của chúng ta. ANV trong tuần vừa qua thì ANV đã gọi là phi mã và chính thức hoàn thành cái target 38/38. Thậm chí nó còn đánh lên vùng 40 cơ. Thì đối với ANV trong thời điểm hiện tại thì chúng ta nhận diện rằng đang có một cái dòng tiền đánh tương đối là tốt vào cổ phiếu ANV. Tuy nhiên chúng ta cứ bình tĩnh, không có gì phải vội cả. ANV khả năng sẽ có những cái điểm test cung tích lũy lại về quanh vùng 38 đến vùng 39 ở đây. Và sẽ đánh giá thêm cái khả năng là ANV có break được vùng 41 để đi lên vùng 45 hay không. Đó. Cổ phiếu mà mở trang kỹ thuật thì vùng 38 này nó không bị phá vỡ thì cái xác suất cao là ANV sẽ tiếp tục đánh tiếp. Cổ phiếu DHC, thực ra DHC thì mọi người có thắc mắc là
sao lại đưa vào nhóm ngành thủy sản. Tức là cái thằng này thì trước là nó có cả thủy sản, bây giờ nó cũng có thủy sản, nó cũng có giấy, nó cũng có, nói chung là thằng này thì cũng kiểu tạp nham. Nhưng nó vẫn có mảng, nó vẫn có mảng thủy sản các anh chị nhé. Nó vẫn có mảng thủy sản trong cái giấy phép đăng ký kinh doanh ông đọc thì nó có. Nhìn chung thì nó gặp phải kháng cự 82 tương đối mạnh, chưa thể vượt thoát được. Còn ngắn hạn thì chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 78. Vĩnh Hoàn Vĩnh Hoàn ở đây thì đã hoàn thành rồi đấy, tuần này về chính thức là nó đã đánh lại vùng 80 cộng lần 2 và nó đang có ba cây nến lấp lại gáp ở vùng 80. Nhìn trên xu hướng này thì tuần tới nó sẽ có những cái điểm tích lũy tiếp ở quanh vùng 80 và mục tiêu ở trong nhịp này thì chúng ta đang đưa target ở vùng 85, khả năng là cũng ok. Xu hướng sau khi cổ phiếu đánh break đỉnh thì nó cứ đi từ từ, nó tăng một phiên rồi nó chỉnh 2-3 phiên xong nó lại tăng, và cái điều quan trọng nhất đó là đỉnh sau thì bao giờ sẽ cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước, thì đấy là cổ phiếu đang đi đúng xu hướng uptrend, chúng ta bám sát thêm. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi phân tích một cái nhóm ngành tiếp theo, đó là nhóm ngành cảng biển. Thì như các bản tin phân tích trước đây thì cũng đã đề cập, đó là nhóm ngành cảng biển chúng ta nhìn về tầm nhìn của năm 2022 là sáng. Tất nhiên là sáng đến cái mức độ như thế nào thì cứ phải từ từ, chứ không phải là nói sáng là chúng ta cứ cắm đầu cắm cổ chúng ta mua, đúng không ạ? Chúng ta phải có thời điểm mua, có thời điểm bán, chứ không phải là cứ bảo là sáng là cứ thế là cứ nằm ném tiền, nghe ông Hùng ông phân tích thế là cứ ném tiền mua. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu GMD trước. Nó thì cái câu chuyện là nó sáng như thế nào thì chính thức là ví dụ GMD là ông Lê đã phân tích và khuyến nghị mua từ vùng 40 đến vùng 42, ví dụ như vậy. Đây. Đó, ví dụ như vậy thì GMD là chúng ta đã có những cái phân tích từ từ rất là sớm. Đó. Rất là sớm, hình ảnh GMD 27 tháng 1. Đấy, các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đấy là cái hình ảnh khi GMD ở vùng giá 40, 41, 42 ở đây. Đó là những cái vùng mùng đã bắt đầu nhìn thấy được cái tiềm năng của nhóm ngành của mình lồng ghép cái xu hướng của nhóm ngành cảng biển. Cùng với đó thì mình lồng ghép vào cái xu hướng của cổ phiếu GMS. Đó. Chứ không phải là cứ sáng là sáng như thế là mua, chả biết là vì sao cả. Đó. Thì như vậy là chúng ta tiếp cận được GMS khá là sớm ở những cái vùng này. Và đến bây giờ là chúng ta đã nâng lên được cái target ở vùng 54. Đó, vậy thì từ vùng 54 này thì chúng ta có thể đưa target đi tiếp được ở đâu hay không? Đó, thì đấy là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải bàn tiếp. Đó. Thì trong tuần vừa qua, GMS đã có một phiên đánh rất là tuyệt vời. Và phiên ngày hôm nay thì cũng đã tạo gap tăng. Và sau đó nó tự lấp gap. Thì nhìn về mặt xu hướng là tuần tới nó sẽ lấp lại. Đây nhỉ, vùng 53 đến khoảng vùng 54 các anh chị. Đây là vùng 53, 54, sẽ lắp lại vùng này. Các tài khoản mà đang cầm thì GMS thì chúng ta sẽ cầm thêm thôi. Đó, xu hướng vẫn đang khá là ok. Ừ. Rồi, cổ phiếu VNA cũng hoàn toàn tương tự như vậy. VNA từ vùng 25 và chúng ta nâng lần lượt target đến vùng 30. Sau đó chúng ta nâng target lên vùng 35. Và hiện tại tuần này thì đã chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu 41.5. Đấy các anh chị này, đó, hoàn thành vùng giá mục tiêu thì nó chỉnh thôi. Tuần tới 37.5 đến vùng 38.5, đây là vùng tích lũy của VNA, chúng ta sẽ chú ý ở vùng này. VOS, tính tạo lập của VOS nó cũng khá là cao. Đó, và chúng ta đã tiếp cận đến VOS cũng rất là sớm, và đặc biệt ở trong biên 16.5 đến biên 17, đây là biên chỉnh cung để chúng ta có thể canh gom thêm. Tuần này thì VOS đã chính thức hoàn thành target mục tiêu ở vùng 21.5 đến vùng 22. Và nó đang, phiên ngày hôm nay thì nó cũng đang có chỉnh cung. Tuần tới nó sẽ chỉnh cung dự kiến ở biên 20.7 đến 21.2. VSC sau một cái thời gian thu gom tương đối là dài thì đúng anh chị, ở vùng 40 này, ở vùng 40.5. Đó, và chúng ta nâng target của cổ phiếu lên vùng 44. Ok, target 44 xong rồi chúng ta nâng target lên vùng 46. Và phiên ngày hôm nay thì nó đạt 46 đến 46 và nó đang chỉnh cung. Nhìn về xu hướng 43.5 đến vùng 44 sẽ là vùng chỉnh cung ở trong tuần giao dịch sắp tới. Và đây cũng là cái vùng bắt đầu đi về vùng kháng cự rồi. Nhưng nhìn về VSC trong nhịp này á,
VSC trong nhịp cái con này nó đi nó buồn cười lắm. Đấy, anh chị cứ yên tâm. Nó lên này nó chỉnh và nó tích lũy này, xong nó cộng 46, xong nó 48 và khả năng nhịp này mắc của cái nhịp này đi nó sẽ phải đạt lên đến khoảng vùng 51 đối với VSC. Và chúng ta cứ từ từ chúng ta xây các anh chị nhá. Rồi. Một cái nhóm ngành cũng rất là tuyệt vời và mang lại rất nhiều lợi nhuận cho team của ông Lê, đó là nhóm ngành than. Đó các anh chị. Đấy. TVD chui vào than mà sống, đen lắm. Giá vì sao? Vì sao trong nhịp vừa rồi thì Hùng lại quyết định phân tích nhóm than để phân tích cho các anh chị. Ví dụ để xem nào, TVD thử search TVD. Ngày 11 tháng 2 TVD phiên ngày hôm nay bắt ở 14.3. Ngày 11 tháng 2 đây. Thì cái câu chuyện hiện tại tại sao mà chúng ta lại ngắm đến bắt sớm nha, từ bao nhiêu ta? À 14.3. Đó. Đây chính là đây. Đây các anh chị, 14.3 đây. Thì sau khi mà nó có một nhịp tăng lên đó thì bao giờ nó cũng sẽ chỉnh cung quay trở lại. Và than thì hiện tại là nó cũng đang là một trong những cái nhóm ngành khá là hot, tức là than đang tăng giá các anh chị, nhiên liệu mà. Than đang tăng, chính vậy nên là chui vào than. Và nhịp này thì cũng đã rất là ok rồi. Trong tuần chính thức là TVD đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 20, thậm chí là lên đến vùng 21 đến vùng 22, tức là đây gọi như là hoàn thành mỹ mãn rồi, hoàn thành mỹ mãn thì target mục tiêu. Thì nói chung tuần tới khả năng là nó sẽ chưa chỉnh ngay đâu, nó sẽ có những cái vùng lình xình ở đây và các anh chị sẽ canh, chúng ta chốt TVD một phần ở vùng kháng cự. CST thì sau một cái giai đoạn thu gom rất là dài ở đây, trong tuần thì nó đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 20.5 và đang hướng về ta vùng kháng cự 23. Ở nhịp này thì nói chung là cũng phải lên đến vùng 25-26, nói chung là tầm lên đến tầm này thì mới đẹp được, chứ còn đến tầm này thì chưa ổn lắm. Nói chung em này thì vẫn phải cầm thêm, chưa chốt được. TDN trong tuần cũng đã chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu 18/18, phiên nay là còn đạt trên 18 cộng và sau đó lực chốt này, bị chốt này. Thì thông thường là khi gặp kháng cự là nó bị chốt thôi. Con này thì ở khoảng vùng 19 đến khoảng vùng 20 này. Đấy các anh chị này. Đó. Và chúng ta hiểu được là cũng mã cổ phiếu TDN nhưng sẽ có rất nhiều anh chị em thất bại. Đương nhiên, đúng không ạ? Nhưng mà những anh chị em mà chịu khó mà theo dõi bản tin của Hùng Lê thì khả năng là cũng kiếm ăn được đấy. Đấy, các anh chị nhìn thấy đây chưa? Đấy, đây thấy chưa? Cái vùng này nó không còn thơm nữa. Đó, lúc mà thằng bên cạnh cũng bảo ơ mày ơi than đi, thằng bên cạnh cũng bảo mày ơi than đi thì hết rồi, còn đâu nữa. Đó, cái câu chuyện là gì? Chứng khoán ấy là phải nhìn thấy khi người khác chưa thấy, khi thị trường chưa nhìn thấy. Đó, và mình đã âm thầm mình mua, mình gom được, đến lúc mà cái thằng bên cạnh nó bắt đầu nó hô hào thì đấy là lúc mà mình đã sẵn hàng rồi, thì đấy là mình sẽ thắng. Còn trong trường hợp á, mà mình không có hàng mà mình nghe cái thằng bên cạnh nó hô, rồi cái thằng kế tiếp nó hô, rồi cái thằng hàng xóm nó hô, thì đấy là hết rồi, không còn thơm nữa đâu. Đấy, kinh nghiệm nó là như vậy. Ngày xưa ông cũng toàn chạy theo những cái tin hô hào như vậy, nhưng mà chạy theo như thế là mình chết, rồi mình không có cái sự chủ động. Nhưng khi mà các anh chị về với team của Hùng Lê á, thì Hùng sẽ có những cái phân tích từ rất sớm. Và khi Hùng cảm thấy được là cái cảm nhận được thấy rằng là những cái vùng nào mà chúng ta có thể thu gom được, ngay lập tức Hùng sẽ phân tích. Đó, ví dụ như là THT này, khả năng là sẽ thu gom ở quanh vùng 13.5 đến vùng 14, khả năng thế. Xem thử. Ngày 15 tháng 2. Đó, 13.5 đến 14. Tức là sau một cái nhịp mà nó tăng lên này các anh chị này, thì Hùng sẽ bắt đầu sẽ ke lại cái vùng 13.5 đến vùng 14 ở đây. Đấy là vùng chỉnh cung kỹ thuật. Đó. Đấy chính đây các anh chị. Và đúng luôn, có luôn giá 13.5 và thậm chí này. Đó, thậm chí các anh chị nhìn này, đó, zít zác mãi mới đây 13.5 đến biên 14. Đó, vậy thì mình phải nhìn thấy cái thời điểm này. Đó. Chứ còn lên đến đây rồi thì thằng nào cũng hô cả. Nhưng mà cái thời điểm này là ít thằng hô này. Đó, thời điểm này rất ít thằng hô nhưng mà lên đây là nhiều thằng hô. Vậy thì mình thắng ăn nhau ở cái thời điểm mà mình cân ở đây, chứ không phải thời điểm mình cân ở đây. Còn thời điểm ở đây là mình chốt các anh chị, 20 chốt được rồi, nhìn này. Rồi xong đó 20 mình chốt đi một phần, 20.5 mình chốt bớt một phần và thậm chí lên 22 chốt tiếp. Đó, ví dụ như thế. Đó, vậy thì đây sẽ là những cái vùng gì ạ? Những cái vùng kháng cự của cổ phiếu rồi.
chúng ta canh chốt và chúng ta làm một cái nhịp ngắn ngắn vậy thôi. Và thậm chí nếu mà đẹp á, nó lại chỉnh cung về tiêu tiêu ở dưới này tí nữa 15 nó chúng ta lại làm tiếp nhịp tiếp theo. Đó, vậy thì đúng sẽ nối tiếp đúng, và sai ở đây thì sẽ nối tiếp sai, tức là mọi người mua ở đây thì sẽ cắt lỗ ở đây. Sai 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 nối tiếp sai, và đúng ở đây sẽ nối tiếp đúng. Tức là mua đúng ở đây thì chốt ở đây, và về đây mua tiếp thì lại chốt đúng ở bên này. Đó, chứng khoán nó là như vậy. Chứng khoán đúng sẽ nối đúng và sai sẽ nối sai. Đó, và chúng ta cần phải tách biệt ra được những cái mạch như vậy thì chúng ta sẽ đầu tư rất là ok. Quan điểm Hùng như vậy. Rồi, mã cổ phiếu phân đạm đạm Cà Mau rất là tuyệt vời. Với đạm Cà Mau cũng đã có những cái phân tích kỹ thuật cực kỳ sớm để cho anh chị em của chúng ta đầu tư, và đến thời điểm này thì đạm Cà Mau đã vươn lên được đến cái target ở vùng 39 đến khoảng vùng 40 rất là tuyệt vời. Nhìn về xu hướng như thế này thì đạm Cà Mau khả năng sẽ đánh tiếp, tức là sẽ đánh mở trend. Và để đánh mở trend á, thì tuần tới chúng ta sẽ tập trung ở vùng 37 đến vùng 38, sẽ quan sát cái vùng hỗ trợ này. Vùng hỗ trợ này mà không bị phá, lực cầu vẫn tiếp tục ổn định khoảng tầm độ 10 triệu. Đánh như thế này thì chắc chắn là sẽ hướng về target ở khoảng vùng 45, tức là nhìn cái cách mô hình như thế này. Lên vùng 40 chỉnh cung kỹ thuật, không thủng ở biên hỗ trợ này thì sẽ nâng target lên vùng 45 và hoàn toàn khả thi. BFC cũng là một mã cổ phiếu được phân tích, hai mã cổ phiếu phân bón theo sát chiều dài lịch sử của nó. Thì đến thời điểm hiện tại, trend kỹ thuật của BFC cũng đang tương đối đẹp và đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 35 trên 35. Biên chỉnh cung của nó sẽ ở khoảng vùng 37.5 đến khoảng vùng xin lỗi cả nhà, không phải 33, 33.5. Bao nhiêu đây ta? 33 đến khoảng vùng 33.5. Ok. Tức là nó sẽ tích lũy ổn định ở biên 33.5, không thủng, và lực cầu vẫn tiếp tục ổn định ở khoảng 700.000 cổ phiếu trên một phiên, thì chúng ta sẽ tiếp tục nâng target của em này lên khoảng vùng 38. Rồi, nhóm ngành dệt may, nhóm ngành dệt may thì chúng ta cũng dệt may chúng ta cũng sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu sau. VGT. VGT thì chúng ta có hai vùng hỗ trợ kỹ thuật, Hùng có phân tích ở đây vùng 23.5, vùng 24, để chúng ta nâng target lên vùng 27, và chính thức là trong tuần trước thì target 27 đã hoàn thành. Cùng với đó thì chúng ta có một biên hỗ trợ 25 đến biên 25.5, đây là biên hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng, và hai phiên, ba phiên, hai phiên, hai phiên suýt sát đạt về hỗ trợ và nó đánh break lên. Nhìn về mặt ý đồ thì VGT ở trong nhịp này có thể kỳ vọng ở vùng 28, vùng 29, tức là đánh lại đỉnh cũ ở đây thì chúng ta sẽ canh chốt ở nhịp này. Đó. Còn điểm mua thì đương nhiên nó phải là hỗ trợ thì chúng ta mới mua, và vùng hỗ trợ thì cũng đã có phân tích khá là kỹ rồi. Cổ phiếu TNG, TNG đây trong tuần vừa qua TNG đã đánh tương đối là đẹp, lực cầu cực kỳ tốt. Và về mặt kỹ thuật thì TNG cũng đã hoàn thành những cái vùng giá mục tiêu rất là tuyệt vời ở vùng 36 đến khoảng vùng 30 mấy đấy ta, 37, 36, 37. Có hay không một cái xu hướng TNG mở trend kỹ thuật ở đây? Đó, cũng đang nghi nghi này, khả năng là quả này là cậu đánh lên vùng 42 không thì có target 42 không, thì tuần tới là chúng ta sẽ tập trung để chúng ta phân tích ở quanh vùng 35. Sau đó thì biên 33 đến biên 33.8 là một cái biên kỹ thuật mà chúng ta cần phải đánh giá thêm. Thì chúng ta có thể nhìn lại ở đây này. Chúng ta có thể nhìn lại đây. Mình sẽ phân tích khá là sâu để các anh chị có thể hình dung lại được. Thì đây cũng là một cây nến, các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? Hai cái này nó hoàn toàn giống nhau. Và điểm này là nó test cung bị thất bại. Đây này, cái điểm này là Hùng cũng đã có dự phóng về cái câu chuyện là khả năng mở trang kỹ thuật ở đây, nhưng nó không thành. Nó không thành thì nó đây này, cái điểm này là nó đã báo hiệu không thành rồi. Vậy thì tuần tới nhịp này khả năng sẽ thành, nó có nhiều yếu tố kỹ thuật ở trong nhịp này, nó đánh tơi hơn và nó đánh sắc hơn so với nhịp này, nên là khả năng cao là sẽ break vùng 37 để đi lên vùng 42. Chúng ta chú ý đến mã cổ phiếu TNG. Cổ phiếu TCM đấy, bắt bắt nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ, nhưng mà đây TCM thì có phân tích ở vùng 65.5 đến vùng 66. Nhẹ nhẹ ở khoảng vùng giá 75, 76, 77 đây, chúng ta canh chốt được. Nhưng TCM thì nhịp này đánh gọi là đánh vớt thôi, đánh vui thôi. Hai mã cổ phiếu của nhóm ngành Viettel, VGI cũng đang khó khăn nhỉ. Đánh mãi mà không
không lên được. Kỳ lạ. Ok, vẫn là một vùng tích lũy thôi, đành phải chấp nhận thôi. 31.5 đến vùng 32. Nó gặp một cái kháng cự đây này, kháng cự 33.5 ở đây tương đối là mạnh, và đến 1 tuần, 2 tuần, 3 lần, 4 lần, 4 lần đánh cái kháng cự này chưa thành. Và lần này là lần thứ 5, tích lũy để đánh lại. Viettel Post VTP chưa ăn thua. Xăng tăng mà, xăng tăng nên là ông này ông ấy đang bị độn chi phí lên. Vận tải hình như Viettel Post, ông này vận tải. Nhìn về mặt ý đồ thì ở đây chúng ta có đánh giá vùng hỗ trợ đây là bao nhiêu nhỉ? Vùng 6667 đây. Nhưng mà xu hướng này thì chưa bật được. Xu hướng này là coi như nó trả lại hết nền luôn. Như vậy tuần tới em này có muốn đánh hay không thì phải tuần tới để sẽ phân tích thêm ở vùng 64 đến vùng 65. Chúng ta sẽ đánh giá cái xu hướng phục hồi kỹ thuật của nó đây. Thông thường thì đây cũng là một mô hình đánh rất là hay. Và mô hình này thì Hùng Lê vẫn đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Đó, các anh chị có nhớ không? Đây là mô hình nấm. Ở bên này nó đánh vòng lên, sau đó nó trả cung hết ở bên này. Và đây chính là những cái gọi là những cái vùng gọi là vùng vàng, điểm mua vàng trong phân tích kỹ thuật. Và đây sẽ là mà tuần tới sẽ là một tuần mà sẽ sell sát cả những cái tín hiệu kỹ thuật của VTP. Rất là ok. Nhóm ngành nước hiện tại thì cũng đang quan tâm và chính thức là đang chiến đấu mã cổ phiếu TDM. Hai mã cổ phiếu mình sẽ phân tích thêm nhóm ngành nước cho anh chị. Thì TDM chúng ta sẽ nhìn view lại đây một tí. Do cái câu chuyện là chúng ta tiếp cận đến TDM nó hơi muộn một tí, chính vì vậy nên là chúng ta phải cân từ từ. Và trong tuần vừa qua thì TDM cũng đã có những cái điểm, sau những điểm tăng thì nó đã có những điểm rung lắc lại ở quanh vùng 35.5. Sau đó biên kỹ thuật 36-36.5, đây là những cái vùng mà chúng ta sẽ canh, chúng ta thu gom ít một và chúng ta phải thu gom từ từ. Và chúng ta chờ đợi một cái tín hiệu kỹ thuật mà nó đánh break nền 38 để sau đó chúng ta đánh giá thêm cái khả năng mở trang kỹ thuật ở đây để nâng cái target của TDM lên 41 ở nhịp này. Khả năng là được. Nhịp này thì dòng tiền cũng đang dồn để đánh TDM khá là ok rồi, các anh chị lưu ý. BVKE nhìn sau một cái giai đoạn BVKE tích lũy ở đây và có phân tích khá là kỹ ở cái chiều hướng ở đây. Nó có hai tuần, tuần trước nó đánh hai cây rất đẹp và sau đó thì nó rũ sạch. Vậy thì cái điểm rũ sạch này thì chúng ta sẽ có thể canh gom thêm, vì cũng tiếp cận ở vùng cao nên chúng ta phải từ từ. Đó, chúng ta canh gom thêm vùng 48 này, rồi sau đó thì vùng 47 thì khả năng là sẽ chưa có. Nhưng mà vùng 48 đến khoảng vùng 48.2.5 này. Biên nhỏ này là khả năng là sẽ có này, đấy. 48 đến 48.5 đấy. Và chúng ta cứ tích lũy dần dần thôi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi chúng ta cứ mua lần lượt như vậy. Ví dụ như là ngày hôm nay chúng tôi mua 200 cổ phiếu, ngày mai tôi mua 200, ngày kia tôi mua 500, 300, cứ mua rải rải như vậy để làm sao để chúng ta luôn có một cái lượng cổ phiếu sẵn ở trong tài khoản rồi đó. Và chúng ta luôn có cái lượng cổ phiếu về, và trong cái quá trình đó nếu như cổ phiếu bị sai xu hướng thì chúng ta sẵn sàng, chúng ta sẽ có những cái biện pháp để chúng ta xử lý luôn. Còn trong trường hợp cổ phiếu đúng xu hướng như vậy thì chúng ta cứ tích lũy, chúng ta mua thêm. Ở nhịp này thì cũng đang hướng đến target của BVKE ở khoảng quanh vùng 54. Nước. Ok, ông sẽ phân tích cho các anh chị một số các cái mã cổ phiếu khác. CSV. Thì đối với CSV cũng là một mã cổ phiếu rất là hay được lọc và phân tích ở trên nhóm, và đến thời điểm hiện tại thì cũng đã nâng cái target của nó lên vùng 55. Xu hướng tuần tới nó sẽ test cung tích lũy ổn định ở quanh vùng 55 thì có thể nâng lên vùng 60, thậm chí nhịp này có thể kỳ vọng lên khoảng vùng 65 đối với CSV. Như vậy là chúng ta đã có một cái trang kỹ thuật của CSV tương đối là hay. Cổ phiếu LPT. Đó, những cái mẫu hình này là những mẫu hình ăn tiền và ăn rất là ok luôn. Đó, sau một cái nhịp đấy, nó chỉnh tăng lên vùng 15, nó chỉnh cung.
và những cái cơ hội chỉnh cung về quanh vùng 13.6 rồi biên 13.2, 13.6 đó là những cái biên mà ông sẽ tập trung để quanh gom, thậm chí là có xuống thế này ông sẽ gom tiếp. Tuần này nó tiếp tục nó đánh chạm vùng 15 thì không biết là nó có break được vùng 15 hay chưa, hay là lại tiếp tục tức là cái cách đi các anh chị đó. Sẽ mô phỏng một cái hình như thế này để chúng ta nhìn nó dễ hơn này. Xin lỗi thành sao lại cái này nhỉ, em học kiến trúc mà nên em thích vẽ lắm đó. Nó hồi lên này, rồi nó lại hồi nhẹ này, rồi nó lại đi, có thể nó sẽ đi 1-2 nhịp như này đó, rồi sau đó thì nó mới tiêu lên ở đây. Thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ gom được những cái vị thế cổ phiếu rất là đẹp. Và khi mà cổ phiếu, ví dụ cổ phiếu vượt thoát vùng 16 chẳng hạn, nó nó vượt thoát vùng 16 đây, thì là thời điểm mà chúng ta sẽ gọi là nuôi dưỡng cổ phiếu đến đến ngày chúng ta chốt lại thôi, chứ còn chúng ta sẽ không tham gia điểm mua nữa. Bởi vì sao? Chúng ta đã có một cái hành trình thu gom mua và gọi là thủ cái lượng cổ phiếu rất là tốt ở trong một cái giai đoạn mà cổ phiếu tích lũy đó. TCO TCO thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, ở cái mẫu hình rất là hay. Sau một giai đoạn tích lũy và cổ phiếu bắt đầu bật xong thì cổ phiếu trả cung, và trong tuần vừa qua những cái điểm cân lại quanh vùng 19, 19.2, rồi đang phục thêm ở vùng 17.5 đến vùng 18, nhưng mà 18.5 đến vùng 18.5 thì không có. Tức là gì? Chúng ta sẽ không thể dám chắc được là cổ phiếu nó sẽ chỉnh về đâu, các anh chị lưu ý như vậy. Và trong một cái hành trình mà cổ phiếu test cung tích lũy thì chúng ta sẽ dò tìm các cái vùng giá chỉnh mục tiêu. Và trên cơ sở dò tìm những cái vùng giá chỉnh mục tiêu như vậy thì chúng ta đặt thôi. Vấn đề là ví dụ như vùng 19 đến vùng 19.2, chúng ta xác định là gom 1.000 cổ phiếu hay 500 cổ phiếu hay gom 300 cổ phiếu thì chúng ta đặt ở trong cái khoảng giá đó. Đó, nôm na nó là như vậy. Chứ còn chúng ta không thể biết được là nó chỉnh về 19.2 hay thậm chí nó có thể về 18. Và thậm chí là nó có thể đạp về ở đây, tức là nó có thể đạp về tận vùng 17. Đó, không ai có thể dám chắc được. Vậy thì trong một cái lộ trình chúng ta gom cổ phiếu thì chúng ta đặt ra một mục tiêu. À, vùng này tôi gom từng này, vùng này tôi gom từng này, vùng này tôi gom từng này, vân 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 vân. Đó. Thì đến tuần này, phiên ngày hôm nay thì TSO đánh khá là tốt rồi. Lực cầu như thế này rất là đẹp rồi. Lực cầu như thế này rất là đẹp. Và cái đặc tính của con này lúc nó đánh ấy, các anh chị nhìn đây này. Đấy, nó chơi trần khoảng tầm 10 phiên. Đánh sướng lắm. Nên là đấy là những cái mẫu hình mà ông Lê thường xuyên săn. Tuần tới thì có thể kỳ vọng TCO nó khả năng là không phải kỳ vọng đâu, nó còn đi xuống nữa, tức là khả năng là vùng 20.6. Khả năng vùng 20.6 thì nó vẫn còn chỉnh cung ở đây và chúng ta có thể canh gom thêm TCO. Còn cổ phiếu này vượt thoát vùng 22 chính thức chúng ta xây ra target để chúng ta có một cái hành trình tiếp theo. NAF cũng là một cái mã cổ phiếu NAF. Rồi, NF thì cái mô hình của nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Và cái vùng điểm nhấn kỹ thuật của nó ở đây là vùng 23.5. Rồi, nó đang vòng lên, đánh tù xuống, rồi lại hồi lên, đánh tù xuống. Và biên kỹ thuật mà để các anh chị canh gom vùng 22, 21.5 và vùng 21, đó là những cái vùng chỉnh cung kỹ thuật mà chúng ta canh gom. Sau khi chúng ta gom đủ một cái lượng hàng nhất định nào đó và chúng ta sẽ chờ đợi một cái tín hiệu kỹ thuật để cho cổ phiếu này đánh break vùng 23.5 thì chúng ta sẽ tiếp tục thu gom tiếp. Dòng tiền tiếp tục đánh khoảng vượt thoát khoảng trên triệu cổ phiếu. Đấy. Bắt đầu cái đoạn mà nó quẩy tưng bừng ở đây này, tầm triệu, triệu mốt, triệu hai, thậm chí là tầm 2 triệu cổ phiếu là tầm đấy là vui đấy. Và khi làng vui thì mình đã đủ cổ phiếu rồi, câu chuyện nó nằm ở chỗ đấy các anh chị. TVB cũng đã được phân tích khá là sớm và hiện tại TVB đang hình thành một nền tích lũy cấp 2. Sau khi nó đạt vùng 23 thì nó mất 2 tuần tích lũy, và với cái điểm tích lũy như này ở vùng 23, 23.5 là rất là đẹp. Cũng đang kỳ vọng nhịp này TVB sẽ đánh vùng 26, xa hơn là vùng 29 đến vùng 30, nhưng mà vùng 26 đã, cứ từ từ. TVC cũng được khuyến nghị đầu tư. Tuần này thì chính thức nếu nói về target là TVC đã hoàn thành rồi, 22.5 là hoàn thành rồi. Đó, hoàn thành. Target vùng 24.5 thì chưa hoàn thành. Tuần này nó đi hơi tiếc nuối một tí. Thực ra là hơi tiếc nuối một tí.
Phiên nay nó đóng được khoảng vùng 22.8, 22.8 thì cực kỳ đẹp cho tuần tới. Tuy nhiên về góc độ kỹ thuật thì biên kỹ thuật của nó đang tích lũy ở đây 21.5 đến vùng 22 là cơ sở để có thể TVC sẽ đánh vượt thoát lại về vùng 24.5 và thậm chí vùng 26.5 ở cái nhịp đánh này. Cái đặc tính của TVC nó đánh ấy, đấy, cùng xem nào, cái thằng này nó đánh nó cũng cũng rát đấy. Khi nó đánh khi những cái nhịp chen kỹ thuật nó đánh và những cái đoạn sau nó đánh nước rút, các anh chị nhìn cái đoạn nó đánh nước rút từ 17.5 lên vùng 26.5 này, nó đánh rất là rát. Đó, vậy thì cũng không phải gì phải vội với TVC cả. Nói chung là như vậy, em này cứ yên tâm cầm. Tiền tốt rồi, đang có lực cầu đánh như này là cũng ok. DQC hay quá đúng không anh chị? Rất là hay. Target 55 và đang hướng về target 60, khả năng nhịp này 60 đạt. Pan thì đang hơi yếu một tí, hơi yếu nhưng mà cũng đẹp rồi. Đó, nhìn về thế trận là đẹp rồi, kéo lên này, tích lũy này và cũng có phân tích khá kỹ cái vùng tích lũy của Pan ở vùng 31. Break vùng 32 và đang hướng vượt kháng cự 33.5. Nói chung em này đánh được vùng 33.5 là ngon. Chúng ta sẽ có vùng target ba mấy đây ta, 36.5 đến khoảng vùng 37 đấy, rồi sau đó có nâng lên thì chúng ta nâng sau. Ở mã cổ phiếu ITD có một bạn nào đấy, bạn ấy comment là lùa, thì ông không hiểu từ lùa nhưng nó như thế nào. Tại vì ông không có tranh luận quan điểm với các anh chị. Đó, chúng ta cảm thấy ok, chúng ta cảm thấy hay thì chúng ta chắt chiu những cái lời nói của ông Lê để chúng ta đưa vào các cái phân tích của chúng ta và chúng ta đưa vào những cái quyết định của chúng ta. Nồi cơm là của các anh chị. Đó, khi các anh chị đầu tư thành công, các anh chị cũng không biết là có cảm ơn ông Lê hay không, bằng một câu nói chân thành hay không. Đó, còn Hùng cũng không có tiêu tiền, Hùng cũng không có thừa hưởng gì lợi lộc của các anh chị cả, và tất cả những cái kiến thức mà Hùng Lê chia sẻ lên trên kênh YouTube đó là những cái ý kiến cá nhân của Hùng Lê. Hùng cảm thấy tốt, Hùng cảm thấy ok thì Hùng sẽ mang lại cho các anh chị. Đó, còn tất nhiên 10 cái phân tích của Hùng thì nó không thể đúng được cả 10 cả. Nếu mà đúng cả 10 thì Hùng Lê sẽ là thánh nhân, đúng không ạ? Nói đúng 10 cả 10. Nhưng 10 cái phân tích của Hùng Lê thì ít nhất về mặt ý nghĩa, về mặt cái tâm, về mặt cái chiến lược là Hùng Lê mong muốn tốt cả 10, chứ Hùng không có phân tích những cái xấu để đưa cho các anh chị. Đó. Tuy nhiên nó sẽ có những mã cổ phiếu đúng, có những mã cổ phiếu sai, có những mã cổ phiếu chưa đạt tín hiệu, thì đấy là câu chuyện rất bình thường ở trên thị trường. Đó, và cứ 10 mà chúng ta chén được khoảng tầm 5 6 là ngon rồi đúng không anh chị? Và 4 mã thì có thể nó bị sai lệch, đấy là chuyện bình thường và chúng ta không tranh luận về mặt quan điểm ở đây. Còn đối với ITD về mặt chiến lược thì Hùng đánh giá rằng vùng 14.5 đến vùng 15 sẽ là cái biên kỹ thuật để cổ phiếu này tích lũy. Cổ phiếu này sẽ đánh khi mà lực cầu sẽ liên tục kéo khoảng tầm từ 600 ngàn đến 1 triệu cổ phiếu trên một phiên. Đó, lực cầu bắt đầu nhồi vào và cổ phiếu bắt đầu dồn dập vượt thoát vùng 16 cộng ở đây. Đó, vượt thoát vùng 16 cộng ở đây thì thời điểm đó sẽ là thời điểm mà chúng ta có thể gom mạnh mẽ cổ phiếu lên, chúng ta có thể mua full margin hoặc là chúng ta có thể mua full cái định mức của chúng ta lên để chúng ta nâng target đầu tiên lên vùng 18, thậm chí vùng 20, 21, 22 trên này thì chúng ta cứ phân tích từ từ. Còn trong cái thời điểm hiện tại thì cái mức độ tích lũy nền của cổ phiếu này ở quanh vùng, các anh chị lưu ý quanh vùng 14.5 đến vùng 15 là đẹp. Thậm chí là có thể ở vùng 14, đó sẽ là những cái vùng kỹ thuật mà chúng ta canh để chúng ta thu gom thêm các cái vị thế của cổ phiếu các anh chị. Rồi tuần này chúng ta sẽ phân tích anh tôi một tí nha. Anh tôi dạo này đánh chán quá, mãi không bứt, không bứt lên được. Thì các cái mã cổ phiếu của anh tôi, Hùng sẽ phân tích bốn mã cổ phiếu, hình như là bốn rồi, ok. FLC thì đối với hiện tại FLC thì cái lực cầu của nó cũng đang duy trì tương đối là tốt, nhưng mà nó phải đánh vượt thoát được 14 các anh chị. Nó chưa thoát được 14 thì nó vẫn còn ẩm lắm. Tức là khi cổ phiếu FLC mà đánh thoát vùng 14 á, thì lúc đó cái con mắt đổ dồn vào cổ phiếu này nó rất là lớn, và trong thời điểm hiện tại thì theo như cái cách nhìn của Hùng á, thì tạo lập họ đang gom hàng. Họ sẽ gom đủ một cái lượng hàng nhất định, và hiện tại cái biên gom của nó đang nằm ở khoảng biên 12 đến biên 12.5.
Đó là biên gom kỹ thuật của cổ phiếu FLC. Mã cổ phiếu thứ hai, AMD. Thì AMD cũng đã có một cái nền tảng tích lũy rất là ổn định ở đây rồi, vùng 5.8 các anh chị, và biên 5.6 đến vùng 6, đây là những cái cơ sở kỹ thuật rất là quan trọng để mà chúng ta có thêm đánh giá về cái xu hướng phục hồi của AMD. Và trong ngắn hạn thì AMD nói chung ấy, ông cũng phải đánh cho nó đàng hoàng một tí, mà đàng hoàng ở đây là ông phải đánh được vượt thoát vùng 7. Khi AMD đánh vượt thoát vùng 7 thì nó mở ra một câu chuyện mới ở đây và dòng tiền sẽ bắt đầu ào ào nhảy vào tiến đánh. Mã cổ phiếu thứ ba đó là mã cổ phiếu Farod. Rốt ở trong thời điểm hiện tại thì cũng đang đi ngang dài ở biên tích lũy, anh tôi đang tích lũy kinh quá, quanh vùng 8. Và đối với rốt á, thì nó muốn đánh tiếp và muốn có một cái hiệu ứng thực sự thì cổ phiếu này cần phải đánh break vùng đây, tức là phải đánh break vùng, thoát được vùng 9.2, thì khi đó cái xu hướng kỹ thuật của cổ phiếu này nó sẽ tốt hơn. KLF cũng đang nằm ở trạng thái tích lũy tích lũy khá là chặt này. KLF đang tích lũy khá chặt đây, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 5.7, đấy, kháng cự 6.3. nói chung là cũng anh tôi là cũng đang chạy ngang thôi, và cổ phiếu này muốn gọi là muốn gì ạ, muốn khai hỏa được thì anh phải đánh vượt thoát vùng 7. Và khi cổ phiếu KLF mà đánh vượt thoát vùng 7 á, với một cái dòng tiền ổn định, dòng tiền là đã khá ổn định như này, khoảng tầm 7,5 triệu một phiên là được rồi, 7,5 triệu, nói chung là 7,5 triệu một phiên là được rồi, và nó sẽ gom đủ hàng, sau đó thì nó sẽ đánh vượt thoát lên ở trên vùng 7 với lực cầu khoảng tầm 12-13 triệu là ok. Đó thì anh tôi thì chúng ta sẽ phân tích có cổ phiếu 2 nữa, nhưng mà 2 thì hùng ít đánh, nhưng mà cổ phiếu 2 với AMD thì thông thường là nó sẽ chạy với nhau. 2 cũng đẹp rồi, nhìn như vậy là đẹp rồi, 5.7 đến vùng 6 là vùng tích lũy của cổ phiếu 2, và tín hiệu kỹ thuật của 2 như này là ok này, tuần tới mà hai đánh bung vùng 6.5 các anh chị, 6.5 thì có thể mở mua thêm đối với các tài khoản mà chúng ta chuyên đánh 2. Và lực cầu của 2 cũng đang duy trì tương đối ổn định ở khoảng tầm 5 triệu cổ phiếu trên một phiên. Phiên này bắt đầu vượt thoát này, và có một phiên nào đấy nó đánh khoảng tầm 10 triệu là sẽ trần đó, khoảng tầm 10 triệu là sẽ trần, 1 2 3 1 2 3 là sẽ trần, và khả năng là nó sẽ đánh vượt thoát 10 triệu và cổ phiếu sẽ break vùng 6.5 để đưa target nhịp này lên vùng 8. Nói chung là anh tôi vẫn ok anh chị, anh tôi vẫn ngon. Rồi sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu của cổ phiếu nhóm PEN. HQC vẫn nằm ở trong một cái biên tích lũy tương đối là dài đây, nhưng nhìn chung nó không bị phá vỡ vùng 7 là ok rồi. Biên 7.45 đến 7.7 tích lũy trong tuần thì đã bắt đầu xuất hiện một phiên 20 triệu cổ phiếu. HQC muốn đánh được á, thì cái lực cầu nó phải duy trì vào khoảng tầm độ 30 triệu cổ phiếu trên một phiên các anh chị, duy trì đều như vậy thì xác suất nó mới đánh được. Còn nó đang nằm ở khoảng tầm 10 triệu đến 20 triệu cổ phiếu thì đây đang là giai đoạn tích lũy của HQC. OGC ok, ăn 5 cây trần, chính thức ăn 5 cây trần và lên đến vùng 12.5 này thì thôi, nhả thôi, đẹp rồi. Chúng ta có sai số ở bên này, nhưng mà về đến cái biên ở đây là biên 8 đến biên 8.3 thì hôm nay đã chủ động khuyến nghị chúng ta thu gom, và sau cái giai đoạn thu gom đó thì từ vùng 8 mà đánh lên được vùng 10, target hùng đặt ra là 11.5. ok. Chờ đợi JVC phải làm được như OGC. JVC thì dòng tiền cũng đang ấm lên rồi. JVC thì nó cũng chỉ còn là thời gian nữa thôi. Thì JVC chính thức là biên 8 đến 8.45 gom. Đưa target 1 lên vùng 9.2, target 2 lên vùng 10.3 và target 3 lên vùng 12. Đó, chúng ta rõ ràng quan điểm như vậy, từng từng một như vậy.
Và tuần tới thì biên 10 đến biên 10.3 là cái cơ sở kỹ thuật rất là quan trọng để JVC tiếp tục đánh lên vùng 13, 12, 13 ở nhịp này. Nói chung nó phải cần có những cái phiên đánh rát một tí, nó phải đánh ra một tí, lực cầu nó phải rơi vào khoảng tầm 10 triệu cổ phiếu trên một phiên. Thì khi có những cái tín hiệu kỹ thuật như vậy xuất hiện thì nó mới có được những cây trần và những cây tạo hiệu ứng. DLG vẫn đang là một mục tiêu thu gom ở trong giai đoạn này, và Hùng đã tìm cái vùng biên 7 đến vùng 7.3 để tiếp tục thu gom DLG và chờ đợi cổ phiếu này đánh vượt thoát vùng 7.6 thì khi đó chúng ta sẽ đi xây target. HSL thì nó đánh sốc thôi, nó đánh 1, 2 cây, 3 cây là đủ target 1 năm thôi. Từ vùng 10 mà lên 20, ví dụ như vậy là nó cũng được 12%, xin lỗi cả nhà, 20%. 20% là đủ rồi, đạt rồi. Nhìn về biên kỹ thuật ngắn hạn ở biên 10 đến khoảng biên 10.2, cổ phiếu này sẽ tích lũy thêm. Sau khi mà nó đạt 11 ở đây này thì nó đổ lại và nó phải tích lũy thêm ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở dưới đó. Ở cổ phiếu VHG nhìn chung thì lực cầu bắt đầu bắt tốt khoảng tầm độ 3 tuần đổ lại đây, tức là lực cầu nó bắt đầu đạt khoảng tầm trung bình 10 triệu cổ phiếu trên một phiên. Tuy nhiên thì nó chưa đánh vượt thoát lên được, tức là nó vẫn nằm ở trong một cái giải tích lũy ở đây, thấp nhất là vùng 8.5. Và quan sát ở trong những cái tuần vừa qua thì đó nằm ở biên 9.5 đến khoảng vùng 10, tức là nó vẫn chưa bứt thoát được. Xu hướng tuần tới thì chúng ta sẽ phải chờ thêm thôi. Nói chung là nó phải đánh được gãy vùng 10.5. Thì Hùng Lê có nói vui với các anh chị là vùng 10 đến vùng 10.5 là nó đang chất tải, nó đang thử tải cái vùng này, tức là nó phải công được thủng vùng 10.5 thì khi đó chúng ta mới bắt đầu có thể kỳ vọng đến những cái target ở vùng 12, 13, 14 ở trên này. Nhịp này thì CDO cũng bắt đầu hình thành những cái phiên đánh, dòng tiền đang khá là tốt lên của CDO. Biên hỗ trợ kỹ thuật 6.5 đến vùng 7 và hướng lại CDO ở target vùng 8. Fit cũng dòng tiền cũng đang có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt lên, đã có những phiên giao dịch khoảng trung bình từ 600 đến 800 nghìn cổ phiếu trên một phiên. Biên 6.6 đến biên 7 là biên hỗ trợ tích lũy thu gom. Nhịp này thì dự kiến ở khoảng vùng 8.5 đến vùng 9 đối với Fit. Mark cũng đang có một cái tín hiệu quay lại khá là tích cực trong nhóm pen ở vùng 8 đến vùng 8.4, đó là biên kỹ thuật tích lũy. Trong tuần thì Mark đã vượt thoát vùng 9 và đang hướng về target ở khoảng vùng 10. Vượt thoát vùng 10 thì chúng ta sẽ nâng target lên khoảng vùng 11, tức là nhịp này thì chúng ta đang phân tích lại cái nhịp chỉnh của Mark ở bên này, tức là chúng ta có phân tích ở bên này và bây giờ thì chúng ta đang phải sau một cái thời gian gọi là ém mình và bây giờ đang đến cái thời gian để phục thù. Đấy. BTN tiếp tục hình thành một cái nền tích lũy tương đối đẹp ở vùng 6.5 đến khoảng vùng 6.8. Mấy biên tuần này thì nó đang đi ngang ở biên 6.7. Em này thì phải chờ đợi một phiên nó đánh vượt thoát vùng 7. Nói chung nhịp này thì chúng ta sẽ kỳ vọng là BTN sẽ quay lại vùng 8. Lại vùng 8 rồi sau đó chỉnh cung kỹ thuật ở đây, sau đó sẽ đánh giá tiếp cái xu hướng kỹ thuật tiếp theo. Nếu mà được như này thì khá là ok. MHC trong tuần vừa qua nó cũng đạt những cái tín hiệu kỹ thuật mua được, và MHC thì nó cũng đang hướng về cái vùng target ở khoảng vùng 14 đến khoảng vùng 15 ở nhịp này. BKG cũng đang khá là hay. Đó, bắt được rồi. BKG thì cũng đã có khuyến nghị mua phiên này, nhưng có bắt phiên này. Nhịp này sơ sơ thì từ vùng bao nhiêu đã? Từ vùng 10 mà đánh lên được khoảng vùng 13.5 đi. Đó. Hoặc là vùng 13. 13. Thì như vậy là chúng ta cứ cho đi khoảng từ vùng 10, 11 thì đây này. Lên 13, 2 như vậy chúng ta cũng ăn được khoảng tầm độ 15-20% của nhịp này. Như vậy tạm được. Kỳ vọng một target nho nhỏ như vậy đối với BKG và đối với các mã cổ phiếu mang tính đầu cơ. Ok, như vậy là các cái mã cổ phiếu thì Hùng sẽ tạm thời dừng lại tại đây. Tất cả các cái mã cổ phiếu mà các anh chị quan tâm chưa được cùng phân tích thì các anh chị có thể comment ở bên dưới các cái bản tin tuần.
Và ông sẽ dành thời gian để ông trả lời cho anh chị em tất cả các cái câu hỏi của anh chị ở trong những góc nhìn của cá nhân Hùng Lê. Và từ đó thì các anh chị có thêm những cái thông tin tham khảo để đưa vào các cái quyết định đầu tư của mình, trên tinh thần như vậy các anh chị nhé. Rồi, bây giờ tuần giao dịch mới thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá như thế nào. Thì trước khi mà vào một số các cái đánh giá ở tuần tuần giao dịch mới thì bản tin tuần video số 205 thì Hùng Lê cũng đã đánh giá tương đối là đầy đủ các cái góc cạnh, các cái nhóm ngành, và cùng với đó thì cũng có đánh giá các cái ngưỡng kháng cự và các cái ngưỡng hỗ trợ tuần. Thì trong tuần vừa qua, ví dụ chúng ta sẽ nói đến kháng cự đi, đó là vùng index vùng có đánh giá ở vùng 1.510 điểm và xa hơn là 1.520 điểm. Thì các anh chị cũng có thể thấy đây, đây là biểu đồ của VN Index. Thì chúng ta nhìn thấy rằng trong phiên ngày hôm nay thì index đã hai lần công ở vùng 1.510 điểm nhưng thất bại, chính thức là chưa chưa thể break thoát được qua được. Như vậy cái vùng 1.510 điểm của kháng cự của index là tương đối mạnh mẽ, ví dụ như vậy. Cùng với đó thì cũng có phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở trong tuần, các anh chị có thể theo dõi ở đây, đó là biên hỗ trợ kỹ thuật thứ nhất, đó là vùng 1.000 ở vùng 1.485 đến vùng 1.490, và sâu hơn thì chúng ta có đánh giá ở vùng 1.485 đến 1.475. Nhưng trên thực tế thì trong tuần vừa qua index của chúng ta chỉ có chỉnh cái điểm chỉnh sâu nhất của nó ở quanh vùng 1.480 điểm mà thôi đó. Còn đối với chỉ số VN30, chỉ số VN30 thì chúng ta có những cái vùng kháng cự tuần ở vùng 1.540, 1.530 và 1.550 đây. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây là trong tuần thì chúng ta có cái vùng kháng cự mạnh ở vùng 1.530 điểm ở đây, và trong ngày hôm nay thì nó cũng đang cố gắng break nhưng nó cũng chưa thể break vượt thoát qua được. Cùng với đó thì chúng ta có phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tuần rất là quan trọng, đó là vùng đây, vùng hỗ trợ của VN30, đó là vùng 1.520, và cái điểm hội tụ kỹ thuật của index của VN30 và của phái sinh nó nằm ở vùng 1.500, 1.500 đến vùng 1.505 điểm. Đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng của thị trường. Thì ở đây chúng ta sẽ xem, trong tuần vừa qua có hai lần đúng không, có hai lần VN30 đâm thủng vùng 1.500 điểm nhưng sau đó thì nó đều kéo lên đây, nó đều kéo lên đó, nó đều hồi phục. Như vậy cái vùng 1.500 điểm đến vùng 1.505 điểm đây của VN30 và ở đây là phái sinh đây anh chị, phái sinh đây đó, thì đây là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tương đối là quan trọng của thị trường trong tuần vừa qua. Và ông có một cái kết luận, đó là gì, đó là nếu như mà index của chúng VN30 và phái sinh vẫn đóng cửa trên vùng 1.500 điểm thì thị trường của chúng ta sẽ có những cái cơ hội cầm nắm lại cổ phiếu. Trong trường hợp nếu mà phá vỡ cái vùng 1.500 điểm, đó là một tín hiệu rất là xấu. Và index của chúng ta thì cần phải nằm ở trên cái vùng hỗ trợ 1.485 đến vùng 1.490, và nếu có cùng quá lắm thì nó phải ở trên cái vùng 1.475 điểm ở đây. Đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật rất là quan trọng. Cùng với những cái sự biến động về thị trường chứng khoán thế giới, đúng không các anh chị, và các chiến binh sao vàng của chúng ta đã có 2 tuần từ lúc chiến tranh nổ ra và chúng ta đã đứng vững, phải nói là như vậy, phải đứng vững và rất là tuyệt vời. Thậm chí là cái danh mục cổ phiếu có những mã cổ phiếu còn tăng kịch trần và tăng rất là đẹp đó, ví dụ như mã cổ phiếu B2 đó, những cái mã cổ phiếu về than, những cái mã cổ phiếu về cảng biển, hoặc là những mã cổ phiếu về phân nạm rất là tuyệt vời. Thì ở đây là Hùng có chia sẻ cho tất cả anh chị em ở trên nhóm rồi, và bây giờ Hùng có nói lại cái câu chuyện này. Các anh chị cứ nhìn lại cái sạc kỹ thuật của VN30 từ tháng 10 năm 2021 các anh chị cho đến tận bây giờ thì chúng ta nhận thấy rằng chúng ta có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ quan trọng ở đây, đó là vùng 1.465 đến vùng 1.485 điểm. Vùng này không bị phá đây, sẽ vẽ lại như thế này đó, VN30 vẫn cứ thủng thẳng ở trên này, và cùng với đó thì VN30 cũng xác lập một cái vùng kháng cự mạnh của nó đây ở vùng 1.440 điểm đến vùng 1.450 điểm đây, 1.540 và vùng 1.550 các anh chị đó, 1.550 đúng không, đấy. Thì nó thiết lập được một cái vùng kháng cự đây. Như vậy là gì, như vậy là thị trường của chúng ta vẫn đi ngang được và vẫn giữ được cái nhịp độ như thế này. Thì sao, thì tất cả các mã cổ phiếu và các nhóm ngành nó sẽ
Nó sẽ như thế nào các anh chị? Nó sẽ hình thành được một một cái gì ạ? Một cái mặt bằng tích lũy mới. Và cái mặt bằng đó thì nó cho nhà đầu tư hiểu được rằng là giá cổ phiếu nó chỉ chỉnh được về đến như vậy thôi, và nhà đầu tư sẽ chấp nhận một cái mặt bằng mới. Và khi nhà đầu tư chấp nhận một cái mặt bằng mới như vậy thì nó sẽ cần thêm thời gian, nó cứ đi đi ngang như vậy, và có chăng đến một cái thời điểm nào đó nó có một là cái yếu tố vĩ mô và một cái lòng của thị trường nó tốt và nó đánh vượt thoát được cái vùng 1.560 điểm ở đây đó, thì đấy là thời điểm mà toàn bộ trend kỹ thuật của thị trường nó sẽ mở sang một cái trend mới. Và cái trend đó thì lúc đó thì gọi là nấm mọc sau mưa, tức là các thánh chém bắt đầu chém tưng bừng đó. Đó. Nhưng chúng ta nhìn được một cái xu hướng như vậy để làm gì? Để chúng ta hiểu được rằng về đến cái vùng 1.540, 1.550, 1.560 ở đây thì làm gì các anh chị? Chốt bớt cổ phiếu đi và về đến vùng hỗ trợ 1.500 điểm hoặc là 1.480, 1.485 ở đây thì về đến những vùng đó là chúng ta có thể gom thêm các cái thị trường cổ phiếu cùng với những cái phân tích kỹ thuật là rất là sâu, rất là sát với diễn biến của cổ phiếu như vậy, thì sẽ giúp cho anh chị em của chúng ta có một cái tâm lý đầu tư, phải nói là như vậy. Thị trường chứng khoán muốn thắng được đó là tâm lý, mà để có được tâm lý tốt thì các anh chị phải nắm trong lòng bàn tay của mình được những cái ý đồ tạo lập của thị trường, những cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu, để chúng ta hiểu được rằng đến thời điểm nào, đến điểm nào thì chúng ta cần phải gom lại cổ phiếu, đến thời điểm nào chúng ta cần phải bán bớt đi, đến thời điểm nào chúng ta cần phải biết sợ, ví dụ như vậy. Thì không phải đến bây giờ chúng ta mới được nghe những cái bản tin phân tích của Lê, chúng ta đã có 205 bản tin, ok các anh chị, và chúng ta đã có thời gian để chúng ta kiểm chứng lại tất cả những cái gì Hùng nói trong quá khứ, ở hiện tại và tương lai, ok. Và chúng ta kiểm chứng lại như vậy để chúng ta thấy được rằng là khi chúng ta nắm được, chúng ta nắm vững được cái quy luật vận động và chúng ta nắm vững được cái góc độ tạo lập của thị trường cũng như góc độ tạo lập của cổ phiếu, thì chúng ta sẽ cảm thấy đánh cổ phiếu rất là tự tin. Và thay vì câu chuyện là mọi người cắt lỗ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái tư duy mới, đó là gì ạ? Tư duy là khi nào thì chúng ta có thể chém được cá ở trên thớt, khi nào chúng ta có thể mua được cổ phiếu lại để chúng ta phục thù lại cổ phiếu. Hùng sẽ nói đơn cử một cổ phiếu ở đây. Chúng ta sẽ nhìn lại mã cổ phiếu này. Sẽ nhìn lại mã cổ phiếu này. Ví dụ mã cổ phiếu LAT. Chúng ta đã từng thất bại mã cổ phiếu này. Từng thất bại đây. Tuy nhiên đến thời điểm khi mà cổ phiếu này bừng bừng sáng lại ở đây ở quanh vùng 14 thì Hùng đã chém nhịp thứ nhất là chém từ vùng 14 lên vùng 20. Sau đó tiếp tục thu gom cổ phiếu LAT ở quanh vùng 17.8 đến vùng 18.3 để nâng target lên vùng 23.5 đến vùng 24. Và đến thời điểm này có thể khẳng định rằng là nếu như những anh chị em mà vận hành những cái quy luật phân tích rất là sát cùng Lê thì gần như chúng ta sẽ không bao giờ mà chúng ta bị lỗ, đó, không bao giờ bị lỗ. Khi chúng ta kết thúc một cái nhịp hoặc một cái quy trình đầu tư nó sâu và nó sát như vậy, hoặc là rất 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 nhiều những mã cổ phiếu khác, ví dụ nhé, ví dụ như chúng ta sẽ nói về BFC thì Hùng Lê tin rằng là rất nhiều những nhà đầu tư mua cổ phiếu đua cổ phiếu BFC ở những cái vùng kháng cự đây, đó là vùng 35 đến vùng 38, và về đến những cái vùng này là chúng ta cắt lỗ sạch sẽ luôn đó. Và sau khi cắt lỗ sạch sẽ luôn xong thì các anh chị nhìn thấy gì đấy ạ? Một trang kỹ thuật nó tăng lên đó. Vậy thì cái thời điểm nào mà chúng ta nắm giữ cổ phiếu lại thì chúng ta phải hiểu được cái thời điểm nào. Hoặc đơn cử như Đạm Cà Mau, ok, đó, chắc chắn rằng là đây mô hình gọi là mô hình kinh điển trong phân tích kỹ thuật ba đỉnh hai đỉnh ấy. Và sau khi mà Đạm Cà Mau nó bị gì ạ, mất vùng 35 ở đây, chính thức nó xác định là hỏng rồi đó, và bắt đầu là xuống lên đây cắt lỗ, cắt lỗ xong thì các anh chị có thể nhìn sang đây đó. Vậy thì cái câu chuyện là không phải đến bây giờ chúng ta mới nói rằng Đạm Cà Mau ở vùng giá 40, đúng không ạ? Mà chúng ta đã nói đến Đạm Cà Mau khi cổ phiếu này bắt đầu có những tín hiệu kỹ thuật ở vùng 25 đến khoảng vùng 26. Đó, vậy thì khi chúng ta nắm được cái quy luật vận hành của tạo lập và vận hành được cổ phiếu như vậy thì có thể ngắn hạn chúng ta sai, nhưng về mặt trung hạn, về mặt dài hạn chúng ta sẽ tìm những cái điểm chém kỹ thuật mà Hùng hay nói một cái thuật ngữ ở trên trên Zoom hoặc là hay nhắc đến cho các anh chị ở trên các bản tin tuần, đó là chém cá ở trên thớt. Và chỉ có chém cá ở trên thớt thì chúng ta mới về bờ được.
và chỉ có các anh chị duy trì được một cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu. Các anh chị không bao giờ được phép mua full tài khoản, mua full tài khoản là thất bại rồi. Bao giờ cũng phải duy trì được một cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu. Với cá nhân Hùng Lê thì Hùng sẽ để khoảng tầm 30/70. Để làm gì? Để chúng ta luôn có tiền mặt, để chúng ta luôn sẵn sàng xử lý những cái tình huống như tình huống của Đạm Cà Mau khi cổ phiếu này về ở vùng 25 đến vùng 26. Ví dụ như vậy, Hùng nói đơn cử như vậy thôi. Hoặc là mã cổ phiếu CFV, đúng không? Đó, thì chắc chắn rằng những anh chị em chúng ta đu phải ở những cái vùng 55, 60 ở đây và về đến dưới này cắt lỗ đó. Nhưng mà chúng ta có một cái lượng tiền mặt nhất định và chúng ta chờ đợi một cái tín hiệu để cổ phiếu xoay chiều. Thì về đến đây, ví dụ chúng ta nắm 10.000 cổ phiếu ở đây đi, thì về đây chúng ta cân thêm 5.000 và vô hình dung về đây thì chúng ta lại lãi rồi. Ví dụ như vậy, thì đấy là những cái phương pháp chúng ta cần có ở trên thị trường chứng khoán. Ok, bản tin tuần này đến đây là hết. Hùng Lê xin phép được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em của chúng ta trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo. Tuần này thu âm nó có bị ho và giọng hơi bị khàn, thì vì trong tuần vừa qua Hùng Lê khá là mệt, nhưng vẫn dành thời gian để có những cái phân tích chuyên sâu cũng như truyền tải tới anh chị em cộng đồng nhà đầu tư chiến binh trên từng con sóng những cái nền tảng kiến thức quan trọng nhất trong tuần vừa qua, cũng như một số các cái mã cổ phiếu có dòng tiền, có tín hiệu mà chúng ta có thể canh, chúng ta gom được. Ok, chúng ta sẽ gặp lại trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo.